Cùng ô tô đi xì lắp bản sắn tích lên xe Hyundai Solotti nhé. Chọn bộ sản phẩm bao gồm một màn hình 9 inch, mặt kính rất là đẹp, cấu hình RAM 4GB đến bộ nhớ 32GB, độ phân giải năm 1920x720. Đi cùng với đó là bộ phụ kiện màn, bắt đầu tháo màn cũ của xe ra. Đoạn này anh em nhớ nhẹ tay à nhen. Rồi đi camera lùi thôi nào. Đi dây vào các khe cửa của xe. Cuốn dây lại để cho gọn nhé. Nhìn ưng nhỉ? À, anh khách còn lắp thêm cả camera hành trình nữa. Sản phẩm bao gồm một camera kèm một miếng dán 3M, dây nguồn USB cực kỳ tiện lợi, đi nốt dây camera hành trình thôi. Định hình gắn vô thôi. Lắp màn vô dưỡng theo xe nào. Cắm nốt các giác của màn là xong nha. Cái màn hình này và cái màn hình nó cũng như các màn hình khác anh dùng thôi. Có thể những cái của anh dùng trước đây thì anh không rõ, nhưng mà con này là con RAM 4GB, nó chạy rất là nhanh, rất là mượt, rất là bền. Và thứ hai nữa là nó có một cái ưu điểm nữa là ít lỗi vặt hơn cái thằng OLED. Nên quan điểm anh nhận định đấy thì em cũng phải ghi nhận con này sẽ ít lỗi vặt hơn thằng OLED, và cái thằng này là bảo hành cho mình 18 tháng. Như anh mình trao đổi đấy, trong cái quá trình sử dụng anh có vấn đề gì thì anh cứ gọi điện cho em. Nó sẽ bị, nếu mà có con này ấy, thì nó chỉ bị một cái lỗi là hay bị mất nếu mà tỷ lệ là 1%, nó bị cái công suất âm thanh có thể bị mất tiếng một tí, thì cái đấy trong thời gian bảo hành thì không phải lo đấy. Còn các cái phần mềm cần thiết sử dụng lái xe thì em đều để sẵn hết ở đây rồi. Đấy, giọng nói, nghe nhạc giải trí YouTube, bản đồ Việt Map, cái chỉnh âm thanh. Đấy là một số cái cơ bản mà trên lái xe được dùng. Đây là cái menu của nó. Đấy. Tiếp đến là cái để mà chia đôi được cái màn hình. Chắc là mấy cái màn trước đây anh sử dụng thì nó chưa có. Thế để sử dụng chia đôi được màn hình, anh cần phải mở bản đồ lên. Sau đó anh mở nhạc lên. Sau khi mở bản đồ và mở nhạc lên thì anh bấm vào cái bên này này. Đây là gọi là cửa sổ đa nhiệm. Cái hình cửa sổ đa nhiệm này này. Đấy, thì giữa, ở giữa này nó sẽ có các ứng dụng như này. Bây giờ mình muốn chia đôi thằng bản đồ. Đấy, thằng bên này. Đấy, thì bên trái là chia đôi. Đấy, còn các tính năng khác là anh sử dụng qua 20 mấy năm này rồi. Thế là em cũng chỉ nói những cái công nghệ mới của cái thằng này thôi. Đấy, thêm nữa, một thằng công nghệ nữa là cái thằng mà anh muốn để cái ngoài màn hình này là cái gì. Anh gói vào cài đặt này. Đấy, chọn vào cái cài đặt chung này. Nó chọn đến cái thằng lau trái app setting này. Anh muốn để thằng YouTube hoặc thằng Vietmap để đều được. Đấy, thì anh để thằng Vietmap đi. Thì nó sẽ là thằng Vietmap, cái màn hình nhỏ nhỏ này. Hoặc là cái thằng này thì đổi vào đây. Đấy, đây em để hết các cái ứng dụng ai dùng, Vietmap để đây cũng nói cái thứ.
Ok, còn lại các tính năng sử dụng bình thường thôi. Có một cái ưu điểm là cái chiếc đôi màn hình và cái thằng màn hình thu nhỏ này này, nó có thể tiện cho anh em mình hơn. Anh muốn để thằng Vietmap được, và để thằng YouTube cũng được. Đấy, Galu. Mở video nhạc đen. À, anh biết phát wifi chưa? Biết rồi đúng không? Đã thì anh chỉnh lại bao giờ. Đúng rồi, sạch sử dụng dữ nhiệt. Số này, thường để 86 này. Để cho lên. Đổ lấy nó là bị tạch á. Mở bát nhiều bát to quá. Lo này nó bát. Quan tâm để lại bình luận, AutoDC sẽ liên hệ và tư vấn thêm nhé.